chia sẻ theo vòng tròn thì nhớ phải chia sẻ cả nỗi đau, chia sẻ cả điểm yếu nhé. Các bạn chỉ chia sẻ điểm mạnh là mặt nạ. Sống mặt nạ là gì? Là sống là mình xô ấp cái phần tốt, còn phần xấu mình cất đi thì không thân được đâu. Muốn thân là nó phải trung thực đến tận cùng. Có mạnh thì phải có yếu, có những cái thành tích thì phải có những thất bại, có những cái nỗi đau. Có một chiêu này thôi mà tôi mất nửa đời người tôi mới xây dựng đội ngũ. Cái khi đầu tiên biến đồng đội thành bạn thân. Không sách nào viết đâu, trên thế giới không sách nào viết điều này. Nhưng đây là kinh nghiệm của tôi quan sát. Ngay trong quá trình tôi xây đội ngũ và tôi quan sát vô số các đội ngũ mạnh. Tất cả đội ngũ mạnh nó là bạn thân của nhau, nó sống chết cùng nhau, nó đồng cam cộng khổ. Tại sao nó đi lính về nó thân nhau thế? Nó chỉ có đi lính 3 năm thì nó không thân. Nhưng 3 năm đó nó có đi đánh trận ở Campuchia, nó đi đánh trận ở Trung Quốc, nó chỉ cần qua vài trận đánh thôi, nó thân nhau như anh em ruột. Vì nó đồng cam cộng khổ, cùng sống cùng chết với nhau. Có thế thôi. Tại sao trong tất cả những cái hiệp hội về hưu thì hội cựu chiến binh mạnh nhất trong các cả các loại hiệp hội? Vì nó là bạn thân, nó đồng cam cộng khổ, nó mạnh. Cái key đầu tiên nhá là hãy biến đồng đội thành bạn thân. Mà trong các loại biến đồng đội thành bạn thân thì đồng cam cộng khổ là cái chiêu mạnh nhất, nặng ký nhất. Còn gắn kết bằng thân hòa đồng trụ, kiếm hòa đồng giải, vậy chứ không mạnh bằng đâu. Nhưng mà nó dễ, đồng cam cộng khổ nó khó lắm. Từ từ mình sẽ đến cái phần đấy nha. Rồi, các bạn ngồi thảo luận với nhau nửa tiếng đi nhá, để quan sát này, hiểu và thương này, mạnh yếu, nỗi đau, sở thích này. Tôi có ghi sẵn đây nhá, ghi ra đấy. Tôi đã quan sát kỹ hiểu bạn của mình chưa? Đấy. Cách gì giúp bạn điểm mạnh làm sao phát huy, và điểm yếu khắc phục như thế nào, làm sao khắc phục nỗi đau cho họ? Rồi làm sao để cả cái bàn của mình khi nói về một người thì cùng suy ngẫm về người đó, cùng suy ngẫm về mạnh yếu và nỗi đau của họ, để rồi mình mới thấu hiểu họ, mình mới giúp được họ, và cái điểm mạnh của họ mới được phát huy. Mình không suy ngẫm thì mình biết họ có điểm mạnh nhưng họ không được phát huy. Đó. Rồi các bạn thực hành nó đi. Thực hành mỗi cái đoạn này thôi. Đây, trung thực, chia sẻ, phục vụ thân thiện này, hiểu rõ, ghi, nói lại như chính mình này, suy ngẫm giải pháp cho họ như là bản thân mình. Đấy, các bạn làm hai cái đoạn này nhé, nó trong cái tờ giấy hiểu và thương đó. Chúng ta đọc lẫn sang nhau. Rồi, chúng ta thực hành nhé. Lưu ý này, khi chúng ta chia sẻ theo vòng tròn thì nhớ phải chia sẻ cả nỗi đau, chia sẻ cả điểm yếu nhé. Các bạn chỉ chia sẻ điểm mạnh là mặt nạ. Sống mặt nạ là gì? Là sống là mình xô ấp cái phần tốt, còn phần xấu mình cất đi thì không thân được đâu. Muốn thân là nó phải trung thực đến tận cùng. Có mạnh thì phải có yếu, có những cái thành tích thì phải có những thất bại, có những cái nỗi đau. Kể cả chuyện gia đình nhé, nỗi đau trong gia đình kể luôn. Ví dụ các bạn ly hôn rồi, vợ chồng ly hôn rồi cũng là một nỗi đau, kể ra chẳng có vấn đề gì ghê gớm cả. Subscribe YouTube Trần Việt Quân để theo dõi những video clip giá trị.